Các bạn đã đến với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao trên sân cỏ thế giới. Nếu bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Euro 2016 là một kỳ Euro được đánh giá vô cùng thành công từ khâu tổ chức cho đến chất lượng của các trận đấu. Và vòng chung kết trên đất Pháp năm đó đã chứng kiến một trong những nhà vô địch kỳ lạ nhất trong lịch sử khi lên ngôi mà không có thắng nổi một trận nào trong 90 phút chính thức tính đến trước trận bán kết. Đó chính là đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình chinh phục ngôi vương đầy quả cảm của Bồ Đào Nha tại Euro 2016 nhé. Mặc dù vẫn được gán mác ông lớn, nhưng Bồ Đào Nha bước vào Euro 2016 mà không nhận được nhiều sự chú ý của giới truyền thông khi Spotlight chiếu vào các tên tuổi khác, đặc biệt là đội chủ nhà Pháp và nhà đương kim vô địch thế giới Đức. Và việc nằm ở một bảng đấu cũng không có đội tuyển nào nổi bật càng khiến cho Bồ Đào Nha bị ngó lơ khi giải đấu khởi tranh. Bồ Đào Nha bắt đầu giải đấu bằng trận gặp đối thủ không quá mạnh Iceland, nhưng khi đã có một thế trận hoàn toàn lấn lướt đại diện đến từ Đông Âu khi tung tới gần 30 cú sút, Selecao châu Âu chẳng thể có nổi 3 điểm trọn vẹn khi chỉ có được một pha lập công của Nani ở phút 31, trong khi cũng bị đối phương chọc thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Chỉ có được một điểm ở ngày đầu ra quân, Cristiano Ronaldo và các đồng đội hiểu rằng họ sẽ bị dồn vào đường cùng nếu như vẫn không thể giành chiến thắng trước Áo ở loạt trận thứ hai. Nhưng đáng buồn thay, dù vẫn nỗ lực nhưng hàng công với mũi đinh ba Quaresma, Ronaldo, Nani không thể một lần xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Áo. Thậm chí CR7 còn có cơ hội rất rõ ràng trên chấm phạt đền. Nhưng trong một ngày đang đuổi thì cả bài tủ của mình, anh Bảy cũng chẳng thể thành công khi đưa bóng tìm đến trúng cột dọc. Vỏn vẹn 2 điểm sau 2 trận, tuy nhiên rất may cho Bồ Đào Nha khi Euro năm nay áp dụng luật mới khi cho phép 4 trên 6 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng được lọt vào vòng trong. Chính vì thế, trận đấu cuối vòng bảng gặp Hungary, thầy trò Fernando Santos vẫn nắm trong tay quyền tự quyết cho mình. Và trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì bản lĩnh cũng như tiếng nói của siêu sao hàng đầu thế giới đã được cất lên. Người hùng đó không phải ai khác ngoài đội trưởng Cristiano Ronaldo. 3 lần trong trận đấu, người Bồ sống trong cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bị Hungary ghi bàn dẫn trước. Thì cả 3 lần CR7 đều lên tiếng. Hai bàn thắng trong đó có một pha gãy gót cực kỳ điều nghệ cùng với đường kiến tạo xé toan hàng thủ để Nani lập công đã giúp Bồ Đào Nha là đội bóng hiếm hoi có thể vượt qua vòng bảng mà không thắng bất kỳ trận nào.
Sau khi trầy da tróc vẫy để qua vòng bảng, Silicao châu Âu phải gặp đối thủ thực sự khi đối đầu với Croatia đang có phong độ cao ở vòng 1/16. Không ngoài dự đoán, Croatia với dàn hảo thủ đều đang ở độ chín sự nghiệp, đặc biệt là nhạc trưởng Luka Modric đã liên tục dồn ép và đặt khung thành của Rui Patricio vào tình trạng báo động. Đội bóng áo kẻ Caro miệt mài tấn công suốt 90 phút thi đấu chính thức và cả 30 phút hiệp phụ, nhưng không tài nào có thể xuyên phá mảnh lưới của một Bồ Đào Nha bất ngờ thi đấu vô cùng kỷ luật và chắc chắn. Và rồi quy luật nghiệt ngã trong bóng đá đã xảy ra, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng. Croatia đã ôm hận khi chỉ cần một pha lên bóng vào những phút cuối cùng của hiệp phụ. Ricardo Quaresma đã có tình huống đánh đầu bồi ghi bàn sau cú dứt điểm của Ronaldo, mang về tấm vé chơi trận tứ kết đầy quả cảm cho Á quân Euro 2004. Tại tứ kết, thầy trò Santos tiếp tục gặp thử thách khó nhằn mang tên Ba Lan và tiếp tục lại là 120 phút đầy căng thẳng. Ngay phút thứ hai, niềm hy vọng lớn nhất của đại bàng trắng là Robert Lewandowski đã lên tiếng với cú sút bẫu mực trong vòng cấm làm rung lưới Rui Patricio. Mặc dù vậy, đoàn quân áo bả trầu đã tìm được bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1 với cú ra chân rất căng của thần đồng Renato Sanchez. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng trong 45 phút còn lại của hiệp 2 và cả thời gian hiệp phụ, cả hai bên đều không có thêm lần nào làm rung chuyển mảnh lưới đối phương, buộc trận đấu phải bước vào loạt đấu súng cân não. Và trong khi cả năm cái tên của Bồ Đào Nha đều thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, thì Blazikowski bên phía Ba Lan lại không thể chiến thắng Patricio ở lượt sút thứ tư, qua đó cũng dâng luân suất vào bán kết cho Silicao châu Âu. Trải qua tổng cộng hơn 240 phút cho vòng 1/16 và tứ kết, Bồ Đào Nha lúc này đã trở lại với vị thế của một ứng viên vô địch khi đối đầu với người ô của giải đấu là đội tuyển xứ Wales. Một màn đối đầu thú vị giữa hai người đồng đội tại Real và cũng là những ngôi sao chói sáng của hai đội tuyển, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Và lúc này, bản lĩnh của một cây đại thụ cũng như kinh nghiệm trong các trận đánh lớn đã được người Bồ thể hiện một cách vượt trội. Hai bàn thắng đến chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút từ 50 đến 53 của CR7 và Nani đã đưa người hâm mộ tại bán đảo Iberia vỡ òa trong hạnh phúc khi đội bóng con cưng của mình sẽ lại được góp mặt trong một trận chung kết Euro sau 12 năm chờ đợi. Trận chung kết Euro 2016 được cả thế giới chờ đợi đã được diễn ra giữa đội chủ nhà Pháp và đội tuyển từng hụt chết tại vòng bảng Bồ Đào Nha. Rõ ràng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, cộng thêm lợi thế sân nhà, những chú gà trống Gauloa đã được đánh giá cao hơn hẳn. Thậm chí ngôi sao sáng nhất của Bồ Đào Nha là CR7 đã phải rời sân bằng những giọt nước mắt ngay trong hiệp 1 khi gặp chấn thương sau một pha va chạm với Pepe. Nhưng với sự lì lợm và bản lĩnh rất cao từ đầu giải của mình, đoàn quân của huấn luyện viên Santos hoàn toàn đứng vững trước những đợt lên bóng như vũ bão của Pháp cùng sức nóng từ khắp bốn phía khán đài sân vận động Stade de France. Và như một định mệnh được sắp đặt sẵn, khi thời gian đang dần trôi về những phút thi đấu cuối của hiệp phụ thứ hai, người hùng không ai ngờ tới của cả dân tộc Bồ Đào Nha đã xuất hiện. Trong một pha bóng tưởng chừng chẳng có gì nguy hiểm, tiền đạo vào sân thay người Eder đã bất ngờ tung cú sút cực kỳ hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, làm bó tay Hugo Lloris trước ánh mắt sững sờ của toàn bộ khán giả có mặt trên sân. Và đây cũng là nhát kiếm quyết định của trận chung kết. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, toàn bộ thủ đô Paris đêm đó ngập trong bóng tối và im lặng khi đội tuyển Pháp chính thức trở thành Á quân Euro 2016. Còn ánh sáng vinh quang đã gọi tên Cristiano Ronaldo cùng người dân Bồ Đào Nha. Một kết quả tuy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện. Nỗi đau thất bại từ 12 năm trước cũng trên chính sân nhà của Silicao châu Âu đã được xoa dịu khi giờ đây Bồ Đào Nha đã nâng cao chiếc cúp bạc danh giá
và là ông hoàng Euro 2016. Bạn có suy nghĩ gì về chức vô địch Euro này của Bồ Đào Nha? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.